Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 5804 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao giữa vành đai 2,5 với đường Giải Phóng quận Hoàng Mai. Theo quyết định, xây dựng hầm chui theo hướng vành đai 2,5 nối đường Đầm Hồng Giáp Bát với đường Kim Đồng, tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 600m. Tổng mức đầu tư các hạng mục công trình này là hơn 671,6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2019-2020. Được biết, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cập nhật quy hoạch chi tiết hai bên đường để đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án với hạ tầng kỹ thuật hai bên đường theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, việc giải phóng mặt bằng cũng đang được chủ đầu tư nhanh chóng thu hồi để đảm bảo tiến độ dự án.